Thưa quý vị và các bạn, trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn tại Việt Nam, Lexus LX570 là một trong những cái tên đình đám hàng đầu và trở nên thân thuộc khi thường được các ông chủ lựa chọn. Chính vì vậy, Lexus LX570 được biết đến với biệt danh chuyên cơ mặt đất và trải qua nhiều thế hệ. Đây vẫn là lựa chọn hấp dẫn bên cạnh Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Cadillac Escalade hay mới nhất là BMW X7. Ngoài phiên bản tiêu chuẩn chính hãng, người dùng còn nhiều lựa chọn Lexus LX570 đến từ các đại lý tư nhân và phiên bản Super Sports cũng được nhiều quan tâm đặc biệt. So với bản tiêu chuẩn, Lexus LX570 Super Sports có cải tiến nhẹ ở ngoại thất giúp xe trẻ và hiện đại hơn để tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng. Trên màn hình mà quý vị đang theo dõi là chiếc xe Lexus LX570 phiên bản Super Sport màu trắng với nội thất màu nâu đỏ, rất mới. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, được đăng ký tên công ty nên có thể xuất hóa đơn được ngay cho khách hàng nào có yêu cầu. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn.
Mm-hmm.